Thì em cũng lấy cái sâm mật ong này ra để em trải nghiệm luôn. Và em trải nghiệm cái hộp này thì chắc cũng mới hơn nửa lọ thôi cả nhà. Đó. Thì và đặc biệt là em thích nhất nữa là cái sâm sô cô la này cả nhà. Ăn hai bốn hai viên, có khi bốn viên luôn cả nhà. Đó thì trước đấy là do là Tết ấy thì em chắc cũng ăn cũng hơi thể ga, nói chung là không có kiêng. Đó thì em cũng có hơi tăng cân một xíu, thì em kêu là chắc là em cũng trải nghiệm cái sản phẩm xem là như thế nào, rồi mình nói chung là cái em về có một cái sản phẩm nào thì em cũng đều được trải nghiệm rồi em mới đến khách hàng đó. Thì em cái trải nghiệm với sâm thì uống rất là ngon luôn, và em hỏi chị Sương, chị Sương ơi cái này mình uống nhiều có được không, rồi mình ăn cái sâm sô cô la này nhiều có được không, tại vì cảm thấy nó ngon, tại vì lúc đầu ấy thì em dùng cái sâm mật ong này một ngày có một lần thôi. Thì tình cờ cái hôm 2 tuần trước nhỉ, em có được gặp chị CEO Thanh Thúy, thì em mới chia sẻ, được chị chia sẻ thêm thì em mới về em dùng cái này ngày 2 lần, cái sâm mật ong này ngày 2 lần đó. Lúc trước thì em chỉ dùng có một ngày một lần thôi, nhưng khi được chị Thanh Thúy chia sẻ thêm ấy thì em về em uống một ngày 2 lần luôn. Mà còn cái viên sô cô la thì em đây này, cái lọ này thì em đã dùng hết một lọ rồi, thì đến que lọ thì hôm đấy thì em gặp chị Thanh Thúy ấy, thì chị chia sẻ về cái sâm ấy thì em mới cho con nhà em trải nghiệm, con nhà em nó mới dùng, thì con nhà em nó cũng mê luôn, nó cũng thích lắm, vừa xong nó chạy vào đây nó đòi sâm, nó thấy em chia sẻ em bỏ sâm ra và này nó đòi này, em phải cho nó mua đứa một viên hai viên thì nó mới chịu đi ra để em nói chuyện với cả nhà đó cả nhà đó. Cho nên là cái sâm mật ong ấy thì đấy, em uống cái sâm mật ong này, từ khi mà em uống cái này thì em thấy cái bụng mình nó gọn. Từ lúc trước ấy nói chung là em không có kiêng, mà em cũng không ăn ấy, thì em ăn không có kiêng gì hết, em ăn bình thường luôn, nhưng mà em dùng một ngày một lần, đến khi em gặp chị Thanh Thúy thì em có thể là ngày đó đến giờ này em uống ngày 2 lần, em tăng cường hơn, em uống nhiều hơn. Thì tại vì 3 tháng rồi em cũng có chia sẻ với chị Thanh Thúy là em 3 tháng rồi em không có kinh đó. Thì chị mới kêu là uống đi để cho nó có cái nội tiết đó, rồi nó mới em mà ngày này em có kinh ấy, mà ngày đó em uống ấy, thì nó đào thải ra nữa, nó còn sạch nữa đó. Thì em về em cũng uống, và đến nay thì em 5 ngày trước, 5 ngày rồi thì em đã có rồi. Thì hôm qua em cũng có nói chuyện với lại chị Thanh Thúy là em dùng cái sâm và em đã giảm cân, và em tại vì 3 tháng rồi mà em không không có nội tiết luôn, không có kinh lại luôn, và em mới dùng cái sâm này mà em đã có kinh lại cả nhà. Cho nên là và hôm qua nói với chị Thanh Thúy là chị ơi, sẽ em dùng sâm ấy trước giờ là em uống nhiều sản phẩm rồi mà em không thấy có nội tiết gì hết, em bán ở nhà thuốc là em có bán rất là nhiều loại nội tiết tố luôn, mà em trải nghiệm nhiều nội tiết tố luôn, nhưng mà em cảm thấy là nó không có nội tiết với em không có cái tình trạng là mình, nói chung là mình khi mình có gia đình rồi ấy, thì cái này thì chỉ là mình là giống như là bổn phận thôi, chứ còn cứ về nói về nội tiết mà ham muốn hay này kia thì không có. Mà hôm qua nói với chị Thanh Thúy, chị cái này cho em cảm thấy là như này, em cũng không như này, bữa nay là muốn đi kiếm chồng rồi cả chia sẻ với chị như vậy. Tại vì trước giờ là em tại 3 năm trước là em sinh xong là cái nội tiết của em là không có luôn cả nhà đó, về cái nội tiết em không có hẳn luôn, không có ham muốn luôn, cả ngày làm việc đến tối là chỉ muốn là đi ngủ thôi cho nó xong thôi, chứ nói đến về cái vấn đề sinh hoạt vợ chồng này nói chung là em không có hẳn đó. Nhưng em uống cái sản phẩm sâm bột của sâm mật ong của Canavian Vita này thì em cảm nhận được rõ ràng luôn đó, cảm nhận được rõ ràng là mình đã được cái giấc ngủ ngon này, và cái nội tiết của mình có rồi này. Và em cảm nhận là tại vì 3 tháng nay rồi em không có kinh, mà em cũng uống nhiều thuốc, thuốc đông y này, thuốc thuốc tây này, thuốc thảo dược này, để xem mình có kinh lại không, nhưng em cũng không có. Thì hôm bữa là được nghe chị chia sẻ thì em về em uống tích cực hơn đó, uống tích cực hơn là cái nhiều hơn nữa. Trước giờ em dùng có một ngày một lần, thì hôm chị chia sẻ thì em uống ngày 2 lần, thì đến nay là kinh của em ra đều luôn, và cảm nhận là cái giảm cân của em ấy là em đã xuống được 2 cân, xuống được 2 cân, cái bụng của em thì nó gọn hơn, và mình làm việc cả ngày mình không có mệt gì hết,
đến nay là nói chung là em dùng cả hai thứ luôn, cả cái bộ này của em là em dùng đi đôi luôn cả nhà đó, em mê luôn. Em mê cái sản phẩm luôn và em dùng đi đôi luôn đó. Cho nên là hôm qua thì em có chia sẻ với lại một chị khách hàng của em, thì trước đấy là chị đang dùng cái sâm Canada Sandy rồi, cho nên là chị đang còn cái sâm đó. Thì em giới thiệu với chị là thì sâm mật ong thì chị cũng để dùng, nhưng mà chị kêu là thôi để chị uống cái sâm sô cô la trước để cho chị thích uống cái nào nó dễ hơn đó. Thì em cũng có khách thì em cũng trải nghiệm và em cũng tư vấn cho người khách, thì cái này là em đã bán được hai hộp của mình cái này. Thì qua cái cảm nhận của em ấy về cái sâm Canadian Vita ấy là uống ấy thì em cảm thấy là người em ấy nó không có nóng, không có nóng trong người và em ngủ được, nó không có nóng. Cái sâm này mình uống mà cái mình trong người mình không có nóng, mà mình cảm nhận là nó khỏe hơn mà nó tỉnh táo để mình làm việc ấy. Và tối ấy mình thì mình ngủ được ngon hơn. Và quan trọng ấy, em bây giờ em quan trọng hơn là cái nội tiết đó, nội tiết của em nó được cải thiện, nội tiết của em nó được cải thiện đó. Và cái cân của em, cái số cân của em ấy thì nó đã giảm được cái vòng eo của em đó. Thì em rất là thích về cái sản phẩm của mình, và sắp tới đây thì nếu mà có thể được thì em có thể là bán cái sản phẩm này, thì em sẽ lan truyền cái sản phẩm này cho nhiều khách hàng hơn về cái sản phẩm của mình. Và qua đây thì 8 tháng 3 sắp tới thì em cũng chia sẻ với lại khách hàng của em để cho các anh hay các chị được trải nghiệm cái sản phẩm của mình. Tới đây thì em xin nhường mic lại cho chị xin. Thì em có khách đấy chị, em xin chia sẻ. Em cảm ơn chị.